cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu dạy rằng chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế. Và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hà, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng không hề qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị coi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà cùng tất cả anh chị em, hôm nay mừng lễ Thánh Đa Minh. Đối với dòng Đa Minh của chúng con là đang trong năm thánh kỷ niệm 800 năm sinh nhật trên trời của Thánh Đa Minh, và xin ơn toàn xá của Đức, của Chúa, của giáo hội, nhà dòng cũng lên một cái chương trình hoành tráng để mà tổ chức. Thế nhưng mà mình tính thì không bằng trời tính. Thế nhưng mà cũng trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cũng vẫn tìm ra được những cái tốt, cái hay. Chúa có cách biến những cái gọi là hạn chế là trở thành cái thuận lợi cho chúng ta. Trong những ngày này thì nhờ Covid, giáo sư cao xá của chúng con có thánh lễ trực tuyến, và cũng có nhiều người biết đến địa chỉ giáo sư cao xá. Có nhiều người nhắn tin về cho chúng con hỏi là cha ơi, cao xá ở đâu vậy? Con cũng có nói sơ sơ là ở biên giới Campuchia. Ủa xa vậy? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Đa Minh cũng là bổn mạng của giáo sư chúng con, giáo sư cao xá. Và con xin để trả lời câu hỏi giáo sư cao xá ở đâu, con xin mời ông Tránh, một người mà về với cao xá con rất là quý trọng. Ngày hôm nay trên sóng truyền hình, xin cộng đoàn cũng được chiêm ngưỡng dung nhan của ông Tránh Đa Minh của chúng con. Chúng ta trong một tràng pháo tay qua màn ảnh đi. Có nhiều người hỏi là giáo sư cao xá ở đâu đó, thì ông Tránh nói sơ lược giáo sư cao xá một chút để cho mọi người. Anh bước mấy bước để anh quay xuống cho camera nó quay vô. Kính thưa cha Chánh sự, cộng đoàn, quý ông bà và anh chị em đang dự lễ trực tuyến nhân ngày bổn mạng của giáo sư. Thì nếu nói giáo sư cao xá thì xuất từ ở miền Bắc hay là khỏi đây, chúng con cũng nói đôi lời về Thánh Đa Minh. Khi xưa, cho dù sống lỗi lạc ở của giáo hội, xuất hiện nhiều bẻ rối, Thánh Đa Minh hết sức là giữ đức tin và sự thương yêu Chúa, mừng kính Chúa và thương yêu Chúa trong Thánh Đa Minh. Thì chúng con với tấm lòng phó thác vào Thánh Đa Minh từ miền Bắc qua miền Nam, thì chúng con sống ở miền Bắc thì với thời gian cũng rất là lâu, nhưng mà với cái tuổi đời của chúng con đây thì chúng con là hậu sinh, thành ra về Thánh Đa Minh thì chúng con đã được quý cha dòng Đa Minh xây dựng và khai sinh giáo xứ chúng con. Và chúng con cũng tiến bước theo chân Thánh Đa Minh đức mà cha ông đã để lại cho chúng con từ miền Bắc vào Nam.
Được chưa? Cái micro đó có vấn đề. Rồi. Với linh đạo là Thánh Đa Minh, được quý cha dòng Đa Minh xây dựng và khai sinh cho giáo xứ chúng con, thì chúng con tiến bước theo Ngài, và từ Bắc vô Nam chúng con vẫn giữ được cái truyền thống đạo đức mà cha ông đã để lại. Và hôm nay chúng con cũng được sự giúp đỡ của cha Thánh xứ Phêrô, cha Phó An Tôn đã dìu dắt củng cố đức tin cho chúng con, cho các thánh lễ, rồi các giờ chầu thánh thể, các giờ kinh tại giáo xứ và các sống đạo rất là sốt sáng. Và nhờ đó chúng con mở tấm lòng của chúng con ra để đón nhận những người khó khăn, những người mà đang gặp những khó khăn vì tình trạng Covid hiện nay. Thì những sự đồng hành của chúng con với cha xứ, cha phó để an ủi mà chia sẻ giúp đỡ cho những bệnh nhân, những khu vực phong tỏa, thì chúng con đôi điều đến gửi đến cộng đoàn giáo xứ. Xin chào cha. Kính thưa cộng đoàn, thì ông Chánh Đa Minh có nói đến rằng là từ miền Bắc thì là giáo xứ Cao Xá cũng đã được quý cha Đa Minh đồng hành và các ngài cũng dẫn vào trong miền Nam đến vùng Tây Ninh này. Suốt hơn 65 năm thì vẫn là các cha Đa Minh đồng hành, và chúng con cũng cố gắng giữ truyền thống đạo đức của cha ông để lại. Ông Chánh Đa Minh ơi, còn một câu nữa. Mời ông trở về. Ông Chánh có nói đến cái nếp đạo từ miền Bắc và miền Nam. Kính thưa cộng đoàn, trong bài tin mừng chúng ta vừa mới lắng nghe đó, Chúa Giêsu nói rằng là chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Vậy thì anh là người sinh ra trong cái làng Cao Xá này, với Thánh Đa Minh là ánh sáng soi trần gian này, thì anh có thể chia sẻ với lại tất cả cộng đoàn là anh cảm nhận là cái ánh sáng, cái tốt lành của cái giáo xứ Cao Xá chúng ta đó là cái gì? Dạ, kính thưa cha, ánh sáng cho trần gian thì như là chúng con nhận thấy dưới chân Thánh Đa Minh có một bó đuốc để tỏa ánh sáng. Chúng con đây đồng hành với cha Chánh xứ, cha phó để mà đem tin mừng đến cho muôn dân, nhất là những người lương dân đang gần gũi với chúng con mà chưa được nhận biết Chúa. Ánh sáng đây thì chúng con sẽ được thực tế bằng cách chúng con gặp anh em qua sự qua giao tiếp đời thường, giống như là chúng con giao tiếp trong vấn đề buôn bán, giao tiếp chúng con qua các những phiên chợ, hoặc giao tiếp cho những đời thường của chúng con, để chúng con thể hiện bằng cách là chúng con là người, là con cái của cha Thánh Đa Minh, với những cái gương sáng bằng cách đời sống chân thành, đời sống mà như là buôn bán là chân thật, và những cái đời sống mà giúp đỡ chia sẻ những người khó khăn, những cái hoạn nạn mà đang gặp khó khăn cần những sự mà chúng ta giúp đỡ. Đây là cái phương hướng của Thánh Đa Minh đã truyền lại cho chúng ta khi Ngài mở tấm lòng rộng mở đón nhận những người khó khăn, nghèo hèn, rồi những người mà xa cơ lầm lỗi để đến với Chúa và giáo hội. Rồi, chúng ta trong một tràng pháo tay để cảm ơn ông Chánh Đa Minh đã chia sẻ với chúng ta nhé. Kính thưa cộng đoàn, qua lời chia sẻ của ông Chánh Đa Minh thì cũng dựa vào đời sống đạo đức của Thánh Đa Minh là bổn mạng của giáo xứ. Cái điểm sáng của giáo xứ Cao Xá khi con về đây thì con cũng cảm nhận được, đó là khi con về đây thì cũng đã có một cái ban bác ái truyền giáo. Nói đến Thánh Đa Minh là nói đến một con người loan báo tin mừng mà. Thế thì có một cái ban bác ái truyền giáo cũng làm việc hết sức là đắc lực. Thì ông Chánh cũng có chia sẻ là chúng con cộng tác với tất cả quý cha trong công việc bác ái truyền giáo và trong đời sống hàng ngày của tất cả chúng con. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều người thắc mắc là giáo xứ Cao Xá thì cũng đã phần nào biết rồi. Giáo xứ Cao Xá cũng là một giáo xứ di dân toàn tòng từ miền Bắc
vào trong miền Nam, nhưng mà có cái đặc biệt là về cái vùng Tây Ninh. Nói đến Tây Ninh là nói đến gọi là Tòa Thánh Tây Ninh, tức là đạo Cao Đài. Ở đây là 90% dân số là người Cao Đài, chỉ có 10% còn lại là chia cho Công giáo, Tin lành, Phật giáo, chỉ có 10% thôi. 90% là Cao Đài. Vì thế nếu ông bà anh chị em ở các nơi mà có đi về Cao Sáng chúng con á, chúng ta sẽ gặp rất nhiều thánh thất, là tức là các nhà thờ của Cao Đài đó. Còn lưa thưa có một ít là nhà thờ Công giáo thôi. Tất cả cái tỉnh Tây Ninh đó, diện tích nó tương đương với lại tỉnh Đồng Nai đấy, mà chúng con chỉ có khoảng hơn 31 linh mục mà, cả cha phó đó. Tức là nó khoảng là 20 nhà thờ thôi, rất là ít, mà cả một cái tỉnh Tây Ninh lớn là như vậy. Thế thì chính vì thế mà cái vùng đất này có lẽ là Chúa cũng đã xếp đặt để cho có một giáo xứ dòng Đa Minh để mà lo công việc bác ái truyền giáo. Cánh đồng truyền giáo còn rất rất là bao la. Kính thưa cộng đoàn, trong bài tin mừng ngày hôm nay, lễ Thánh Đa Minh nói đến ánh sáng, nói đến Thánh Đa Minh, Ngài cũng là ánh sáng. Bởi vì nơi Thánh Đa Minh đó, giữa một Thánh Đa Minh sinh ra vào trong một cái thời đại mà gọi là có rất là nhiều lạc giáo, và Chúa đã cho Thánh Đa Minh xuất hiện như là một ánh sáng đó. Với cái câu chuyện mà chúng ta thấy dưới chân Thánh Đa Minh có một con chó ngậm bó đuốc, đó là trong giấc mơ của Ngài đó. Và giấc mơ ấy muốn ám chỉ rằng Thánh Đa Minh sau này là một ngọn đuốc, một con người ánh sáng. Ánh sáng đây là lời của Chúa loan đi cho tất cả mọi người. Thế nhưng con xin được chia sẻ tiếp tục cái ánh sáng ở cái điểm này trong kinh Thánh Đa Minh mà tất cả chúng ta vẫn đọc đó. Ơ sự trông cậy lạ lùng Cha đã ban cho những kẻ thương khóc Cha đang lúc mong sinh thì. Cha, vì bây giờ Cha đã hứa sau khi qua đời Cha sẽ làm ích. Con xin được chia sẻ cái câu này mà con cũng rất là thích. Người ta bảo rằng là cái người nào mà khi còn sống mà nó là có ích cho người khác ấy, thì chết lại càng có ích nữa. Chúng ta thấy rằng là Thánh Đa Minh khi còn sống, Ngài đã giao giảng lời Chúa mà đưa bao nhiêu người được ơn hoán cải trở về. Thì khi Ngài qua đời thì Ngài chúc phúc cho tất cả anh em dòng Đa Minh trên khắp thế giới, mỗi một năm rửa tội không biết là bao nhiêu con người được trở về với Chúa. Hay là như Thánh Martino khi còn sống thì Ngài cũng yêu thương những cái người khó nghèo, những người đau ốm bệnh tật. Thì khi Ngài chết thì bao nhiêu người kẻ khó nghèo đến thì cũng đều được ơn. Thế thì Thánh Đa Minh Ngài hứa với anh em rằng là khi còn sống Cha đã cố gắng sinh ích cho anh em, thì khi qua đời Cha cũng sẽ sinh ích nhiều hơn nữa cho anh em. Thì đây là điểm sáng, điểm sáng nơi cuộc đời của Thánh Đa Minh. Chúng ta cũng học nơi Thánh Đa Minh, cuộc đời của chúng ta hãy cố gắng là sinh ích, là ích lợi cho anh chị em mình. Cách đây ít ngày thì con cũng có trước khi mà bị Covid thế này này, thì con cũng có ghé thăm một cái gia đình này, thì chị bảo cha khuyên chồng con đi, chứ còn chồng con không được cái ích gì, suốt ngày rượu chè không à. Thế thì con cũng vô cũng gặp anh ấy, cũng bảo anh ơi, thì cố gắng mình sống cũng có hữu ích cho gia đình một chút chứ, anh cứ uống rượu như vậy thì cứ số đề như thế. Thế anh cũng nói vui, anh bảo cha nghĩ thế nào vậy, nếu con không uống rượu á thì cái người bán rượu người ta sống thế nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái xấu thì không bao giờ là sinh ích, chỉ có cái tốt mới có thể sinh ích thôi. Thế thì chúng ta học nơi Thánh Đa Minh, điểm sáng của Ngài là sinh ích cho anh em cả khi sống lẫn khi qua đời. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Hôm nay mừng lễ Thánh Đa Minh, lạy Thánh Đa Minh xin cho cuộc đời của chúng con cũng có cái điểm sáng đó. Khi còn sống con cũng sinh ích cho mọi người, để khi qua đời cái ích đấy nó còn lớn hơn rất là nhiều. Và hôm nay lời Chúa gợi cho chúng ta có hai cái ý để sinh ích. Chúng ta sinh ích cho người khác không chỉ là chia cơm xẻ áo cho người khác nhé, còn có một cái ích lợi nơi Thánh Đa Minh, đó là nói lời Chúa cho anh chị em mình. Thì đây là một cái ích nhé. Thường thì cái lợi ích này chúng ta ít sử dụng, bởi vì chúng ta cũng ít đón nhận lời Chúa nên chúng ta cũng khó chia sẻ lời Chúa cho người khác. Thế thì hôm nay mừng lễ Thánh Đa Minh xin cho chúng ta cố gắng dành thời gian lắng nghe lời Chúa để đem lời Chúa cho người khác. Đây là một ích lợi. Chúng ta hãy xác tín lời Chúa sẽ sinh ích cho cuộc đời chúng ta.
Như Chúa Giêsu đã nói đấy, lời Chúa được ví như hạt giống này, khi mà gieo vào lòng ấy, mà hạt giống ấy nó được thấm vào trong lòng ấy, nó sinh được gấp trăm mà. Đấy là ý thứ nhất mà. Lời Chúa sẽ sinh ích cho chúng ta. Và khi chúng ta có lời Chúa, chúng ta hãy sinh ích bằng cách nói lời Chúa cho anh chị em mình. Trong bài tin mừng thì chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu nói rằng là anh em phải là ánh sáng cho trần gian. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ lề luật, một chấm một phẩy cũng không được. Thế thì khi chúng ta tuân giữ luật Thiên Chúa và dạy người khác làm như thế, chúng ta cũng là ánh sáng và chúng ta cũng đang sinh ích cho mình và cho anh chị em mình.